Mở đầu chương trình, Hồng Nhi xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Câu chuyện sức khỏe. Thưa quý vị, trong chuyên mục Câu chuyện sức khỏe ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bệnh lý thoái hóa đốt sống cổ với sự tham gia của bác sĩ Wade Brackenbury, Tổng Giám đốc Phòng Khám chuyên khoa trị liệu thần kinh cột sống Hoa Kỳ ACC. Hồng Nhi xin chào bác sĩ ạ. Xin chào Hồng Nhi, xin chào các bạn. Thưa bác sĩ, chúng ta biết rằng là thoái hóa đốt sống cổ thì một bệnh lý cũng khá là phổ biến hiện nay và ai cũng có nguy cơ gặp phải. Vậy thì đầu tiên cho Hồng Nhi hỏi rằng là thoái hóa đốt sống cổ chúng ta có thể hiểu là một bệnh lý như thế nào ạ? Thoái hóa đốt sống cổ là thuật ngữ dùng để chỉ quá trình biến đổi trong cấu trúc cột sống. Ví dụ, một cột sống có hình dáng như chữ S, nhờ độ cong sinh lý hình chữ S này mà mỗi khi chúng ta di chuyển hoặc đi bộ, cột sống sẽ có độ đàn hồi. Do một số lý do, như khi ta ngồi với tư thế chúi ra đằng trước quá nhiều, thì sẽ xảy ra hiệu ứng dây chuyền lên các đốt sống. Những đốt sống cổ từ hình dáng bình thường bắt đầu bị biến đổi và thoái hóa, gây nên tình trạng như gai cột sống, xẹp đĩa đệm hoặc các vấn đề khác. Thưa bác sĩ, về nguyên nhân hoặc là yếu tố nguy cơ nào gây nên bệnh lý này ạ? Có hai nguyên nhân chính dẫn tới thoái hóa đốt sống cổ. Nguyên nhân đầu tiên là do chúng ta ngồi quá nhiều. Con người có cấu tạo là để đi lại vận động. Tổ tiên chúng ta đã từng săn bắt, hái lượm để kiếm sống. Họ thường phải đi bộ và khuân vác nhiều. Cơ thể họ luôn ở tư thế đứng thẳng và di chuyển rất nhiều. Khi ấy, cột sống sẽ được chuyển động liên tục và làm chậm quá trình thoái hóa. Nhưng ngày nay, chúng ta có xu hướng khiến trẻ em ngồi một chỗ và cột sống cổ dần thẳng ra. Đầu bị chìa ra phía trước. Khi đầu bị chìa ra phía trước, tất cả sức nặng và áp lực sẽ bị dồn lên cột sống cổ, khiến phần cột sống cổ dần thoái hóa theo thời gian. Nhiều bệnh nhân đã bắt đầu bị thoái hóa ngay khi ở độ tuổi chỉ mới 20. Vậy là chúng ta thấy rằng là với những cái tư thế mà trong sinh hoạt hàng ngày mà chúng ta không đúng thì cũng ảnh hưởng đến cái những cái đốt sống cổ của chúng ta. Vậy thì thưa bác sĩ, những cái biểu hiện nhưng mà Hồng Nhi thấy rằng là với bệnh lý này có nghĩa là gây đau hoặc là mỏi cổ thì ngoài ra sẽ có những biểu hiện nào để chúng ta nhận biết với bệnh lý này ạ? Thoái hóa đốt sống cổ có thể gây ra một vài triệu chứng. Tuy nhiên, đôi khi bệnh nhân dù bị thoái hóa nặng vẫn không hề xuất hiện triệu chứng nào. Thường thấy nhất là những người ban đầu có tư thế xấu, ngay cả trước khi họ bị thoái hóa, sẽ có triệu chứng sưng và đau. Có những bệnh nhân đến than phiền rằng cổ của họ đang rất đau. Khi bác sĩ xem qua phim X-ray, có thể thấy quá trình thoái hóa đang bắt đầu. Vậy nên chúng tôi nhận thấy có sự tương quan giữa người có tư thế xấu và quá trình thoái hóa đốt sống cổ. Nhưng triệu chứng lớn nhất là tư thế xấu. Chúng tôi thấy những người đầu chúi về trước, lưng khòm và họ luôn luôn thấy không thoải mái. Sau này, khi thoái hóa đốt sống cổ trở nên nặng hơn, những triệu chứng khác bắt đầu xuất hiện. Ví dụ như đây là cột sống đã sắp thoái hóa. Nếu bị thoái hóa đến mức dây thần kinh bị chèn, thì có thể sẽ gặp những cơn đau, tê và yếu lan xuống cánh tay. Cũng có thể cơn đau sẽ lan xuống lưng. Trong một vài trường hợp, cơn đau có thể lan xuống tuyến giáp và các cơ quan nội tạng khác của cơ thể. Rõ ràng là với bệnh lý này sẽ có rất là nhiều những cái biểu hiện để chúng ta có thể nhận biết. Vậy thưa bác sĩ, hiện tại trong y khoa thì chúng ta có cách nào để có thể chẩn đoán đối với bệnh thoái hóa đốt sống cổ ạ? Rất dễ chẩn đoán thoái hóa đốt sống cổ. Thật ra, bác sĩ chuyên khoa trị liệu thần kinh cột sống như tôi có thể dùng tay cảm nhận ở đằng trước và chúng tôi có thể cảm nhận được gai cột sống. Cách thường dùng nhất để chẩn đoán là phim X-ray. Nếu chúng ta chụp X-ray cổ và chúng ta thấy đốt xương cổ bị thẳng và họ bắt đầu bị gai cột sống, đó là cách dễ nhất để chẩn đoán, chỉ cần một tấm phim X-ray. Nhưng thật ra, với nhiều năm kinh nghiệm, tôi chỉ cần nhìn qua và biết 99% đó là thoái hóa cột sống. Tôi có thể quan sát và kiểm tra tư thế tự nhiên của bệnh nhân, đồng thời cảm nhận được phần cột sống cổ bị chìa thẳng ra là có thể chẩn đoán bệnh nhân đang bị thoái hóa cột sống rồi. Và với kinh nghiệm nhiều năm thì bác sĩ có thể nhìn là cũng có thể là biết được rằng là bệnh nhân đang gặp phải bệnh lý này. Vậy thưa bác sĩ, đối với bệnh thoái hóa đốt sống cổ thì nếu không được điều trị kịp thời sẽ gây ra những ảnh hưởng như thế nào đối với người bệnh ạ?
Có nhiều hậu quả khiến sự thoái hóa tiếp tục phát triển. Đầu tiên và thông thường nhất là đau kinh niên. Đó không phải lâu lâu mới đau một lần, mà nó diễn ra thường xuyên và kéo dài suốt cả cuộc đời. Chuyện đó đã rất tệ. Thứ hai là tình trạng khi hai đối xương dần như bị dính vào nhau, chèn vào dây thần kinh trong thời gian dài, khiến bệnh nhân bị yếu dọc cánh tay. Khi ấy, bệnh nhân sẽ cần phải can thiệp phẫu thuật. Ngoài ra, thoái hóa đốt sống cổ cũng là nguyên nhân gây ra chứng đau đầu kinh niên ở nhiều bệnh nhân. Nói chung, nếu không điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể bị những biến chứng sức khỏe dài lâu. Vậy là rõ ràng sẽ có rất là nhiều những ảnh hưởng và nguy hiểm đối với sức khỏe của người bệnh nếu như chúng ta không được phát hiện và điều trị kịp thời. Thưa bác sĩ, hiện nay thì chúng ta có cái phương pháp nào để có thể điều trị đối với bệnh lý này và có cần phải phẫu thuật hay không ạ? Phương pháp điều trị đốt sống cổ tùy thuộc vào tình trạng riêng của từng người. Đa số những người tìm đến bác sĩ như tôi là những người còn khá trẻ. Họ làm việc cho những ngân hàng hay những công ty lớn và công việc yêu cầu họ phải ngồi cả ngày. Với những người có đặc thù công việc như vậy, chúng ta có thể thấy quá trình thoái hóa đang bắt đầu. Muốn điều trị từ gốc rễ, ta cần phải xem xét đến nguyên nhân. Sự thoái hóa bắt đầu vì hai lý do. Lý do đầu tiên là do cuộc sống mất đi đường cong sinh lý. Vậy việc đầu tiên phải làm là điều chỉnh tư thế của bệnh nhân thông qua cách chọn loại ghế, làm việc phù hợp cùng các bài tập phục hồi chức năng được thiết kế chuyên biệt. Thứ hai, khi cột sống mất dần độ cong sinh lý, một số đốt sống sẽ bị kẹt, khó chuyển động linh hoạt. Khi một đốt xương không cử động linh hoạt, kéo theo việc đốt xương phía trên phải chuyển động quá nhiều, gây ra tình trạng thoái hóa. Vấn đề này có thể được giải quyết thông qua trị liệu thần kinh cột sống, phương pháp dùng tay để nắn chỉnh các đốt sống bị sai lệch, trở lại đúng vị trí, ngăn chặn quá trình thoái hóa. Các bác sĩ trị liệu thần kinh cột sống được đào tạo chuyên sâu về cơ xương khớp trong 8 năm học để có thể thực hiện thủ thuật nắn chỉnh một cách an toàn và hiệu quả cho bệnh nhân. Để đẩy nhanh quá trình hồi phục, tùy theo từng tình trạng, bác sĩ có thể xây dựng chương trình điều trị kết hợp giữa trị liệu thần kinh cột sống và kéo giãn giảm áp cột sống cổ, TTS, trị liệu laser cường độ cao, v.v. TTS là phương pháp dùng lực cơ học tác động theo chiều dọc của cột sống nhằm làm giãn nở khoảng cách giữa các đốt sống, giảm áp lực lên dây thần kinh để đệm và các lớp. Chương trình TTS được lập trình và theo dõi trên hệ thống máy tính. TTS giúp giảm áp lực lên để đệm, tăng cung cấp oxy, chất dinh dưỡng, tăng sự đàn hồi của các cơ và dây chằng quanh đốt sống, giúp để đệm nhanh hồi phục. Tia laser thế hệ thứ tư là chùm tia sáng có bước sóng rộng và cường độ mạnh, có thể thâm nhập sâu vào khu vực mô tổn thương bên trong cơ thể. Tia laser kích thích quá trình tái tạo cấu trúc sụn mô bị tổn thương bằng ánh sáng, giúp giảm viêm, giảm đau, đẩy nhanh quá trình hồi phục vết thương. Sau đó, tác dụng của laser vẫn còn hoạt động và tồn tại trong 24 giờ. Thưa bác sĩ, có rất nhiều bệnh nhân họ sẽ lựa chọn cái phương pháp là dùng thuốc song song để mà giảm đau trong quá trình điều trị. Thì cái việc này là có nên hay không và họ cần phải có những lưu ý gì trong việc sử dụng thuốc ạ? Đây là câu hỏi nhiều người hay băn khoăn. Ở những nước Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan, phần lớn những người đến gặp bác sĩ là những người đã mắc bệnh trong một thời gian dài và cũng đã uống thuốc trong một thời gian dài. Họ luôn hỏi tôi rằng họ uống thuốc nhưng tại sao không đỡ hơn. Nhìn chung, thuốc chỉ có một tác dụng duy nhất là giảm triệu chứng đau tạm thời. Nó không giúp cho tình trạng cải thiện hơn. Hơn thế nữa, thuốc còn mang đến những vấn đề khác. Ví dụ như khi uống thuốc giảm sưng viêm trong một thời gian dài sẽ gây tổn hại đến dạ dày, thận và các tác dụng phụ khác nữa. Do vậy, thông thường, chúng tôi sẽ cố gắng tránh phải sử dụng thuốc. Nếu một người có thể chịu đựng được cơn đau, thì chúng tôi sẽ khuyên không nên uống thuốc. Vì thứ nhất, nó không tốt cho bạn. Và thứ hai, nó không có tác dụng giúp bạn khỏe hơn hay hồi phục nhanh hơn. Thứ ba, nếu họ uống thuốc giảm đau mạnh hay những loại thuốc giảm viêm, thì bác sĩ chúng tôi sẽ không theo dõi được tác dụng khi điều trị. Sẽ tốt hơn nếu biết phương pháp tự nhiên điều trị tận gốc vấn đề có đang tiến triển tốt hay không. Nếu bệnh nhân vừa uống thuốc giảm đau vừa điều trị, các bác sĩ có thể sẽ đánh giá không chính xác về tiến trình điều trị. Nói tóm lại, thuốc chỉ được sử dụng khi người bệnh thật sự không thể chịu nổi cơn đau.
Nếu được, chúng tôi luôn cố gắng tránh cái sử dụng thuốc trong điều trị. Và ông như thấy rằng là với bệnh lý thoái hóa đốt sống cổ thì các bác sĩ sẽ thường khuyên bệnh nhân là nên tập các bài tập vật lý trị liệu cho cổ tại nhà. Thì bác sĩ có thể chia sẻ một chút về các bài tập này không ạ? Bác sĩ chúng tôi thường xây dựng rất nhiều bài tập tốt cho toàn bộ cuộc sống, chứ không chỉ riêng đốt sống cổ. Đồng thời hướng dẫn nhiều bài tập rất đơn giản, có thể thực hiện ngay tại bàn làm việc. Ví dụ một bài tập đơn giản bất cứ ai có thể làm để phục hồi độ cong sinh lý vốn có của cổ. Đầu tiên, đặt hai tay ra sau gáy và ngửa đầu về sau. Giữ tư thế trong một lúc và lặp đi lặp lại sau mỗi 10 phút tập trung làm việc. Một động tác khác có thể làm là kéo hai cánh tay ra sau, cầm hướng lên và từ từ ngửa đầu ra sau. Các bạn nhân viên văn phòng nên có thói quen tập luyện thể dục như yoga, chạy bộ. Và ông nghĩ rằng là đó là những cái động tác, những bài tập vô cùng hữu ích dành cho những ai mà có thể tập ở nhà để mà giảm thiểu được vấn đề về bệnh lý này. Và thưa bác sĩ, thì với bệnh lý thoái hóa đốt sống cổ thì thời gian điều trị là bao lâu và bệnh lý này có thể tái phát lại hay không ạ? Thời gian điều trị phục hồi hoàn toàn vào việc bệnh nhân đã mắc phải căn bệnh này bao lâu và mức độ nghiêm trọng của bệnh. Nếu ai đó ở trong độ tuổi 20 và đang làm việc văn phòng, chúng tôi thường điều trị trong vòng từ 1 tháng đến 6 tuần. Thường là qua vài tuần, bệnh nhân sẽ hết triệu chứng đâu. Và qua 6 tuần, vấn đề đã được giải quyết hoàn toàn. Còn những người bị thoái hóa cột sống nặng, thường vào độ tuổi 30-40, sẽ cần điều trị lâu hơn, thường từ 6 tuần đến 3 tháng. Thoái hóa cột sống cổ có tái phát không? Đương nhiên là có. Một người không thay đổi thói quen sống, họ cứ tiếp tục ngồi thường xuyên trước bàn vi tính, chắc chắn sẽ tái phát. Tôi nói với bệnh nhân khá thường xuyên rằng tôi có hai mục tiêu là giúp bạn chữa khỏi bệnh. Nhưng nếu muốn đạt kết quả dài lâu, bản thân bạn phải thay đổi lối sống, vì cũng giống như các bệnh lý khác. Nếu không thay đổi, thì cùng một nguyên nhân đó sẽ khiến căn bệnh quay trở lại hành hạ bạn. Ví dụ, nếu bị thừa cân, bệnh nhân cần ăn kiêng để giảm cân. Nhưng sau đó, nếu bạn lại tiếp tục ăn thức ăn không tốt, thì bạn sẽ tăng cân trở lại. Nếu bạn gặp vấn đề ở cổ hay gặp thoái hóa đốt sống cổ, bạn đã đi điều trị và tập những bài tập để điều trị phục hồi chức năng cổ. Sau đó bạn quay lại lối sống cũ và không tập thể dục nữa thì đương nhiên bệnh sẽ tái phát, rồi bạn phải quay lại phòng khám để điều trị. Thật đáng tiếc rằng trên thực tế, không phải ai cũng nhận thức được và cố gắng thay đổi. Chính vì vậy, tôi xin khẳng định việc bệnh có tái phát hay không tùy thuộc rất nhiều vào sự cố gắng của bệnh nhân. Rõ ràng chúng ta thấy rằng là sau khi điều trị thì chúng ta nên thay đổi cái thói quen sinh hoạt để cho bệnh lý này không thể quay trở lại được, đúng không ạ? Và trước khi kết thúc chuyên mục câu chuyện sức khỏe thì ông Nhi xin nhờ bác sĩ đưa ra một số lời khuyên để quý khán giả đang theo dõi chương trình có những cách để phòng ngừa đối với bệnh lý thoái hóa đốt sống cổ ạ. Đối với những người thành thị, thường phải làm việc nhiều trước màn hình máy tính, hãy đảm bảo nâng màn hình máy tính lên ngang tầm mắt để đầu không bị cúi xuống và giữ ở tư thế đúng. Điều đó cực kỳ quan trọng. Tiếp theo, hãy hình thành thói quen tập thể dục. Những người ít vận động thì không chỉ có cổ mà cả đốt sống lưng và khớp gối cũng dễ dàng bị thoái hóa. Vậy nên, để phòng tránh thoái hóa đốt sống cổ, chỉ cần giữ tư thế đúng và thường xuyên tập thể dục, có thể giảm đáng kể tỷ lệ mắc phải căn bệnh này. Hồng Nhi nghĩ rằng đó là những lời khuyên vô cùng hữu ích cho khán giả đang theo dõi chương trình. Và Hồng Nhi xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham dự chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn Hồng Nhi. Cảm ơn các bạn.